Rồi, xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Phú Vlog ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái bản quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An tính đến năm 2020 và tầm nhìn lên 2030 ha. Thì đây là một cái sơ đồ tổ chức không gian vùng ha. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm về khu vực đất thuộc Long An đó, thì Long An là nó bao quát rất là nhiều nơi nha quý anh chị, ví dụ như huyện Đức Hòa, hay là Bến Lức nè, Cần Đước, Cần Giuộc, hay là những cái huyện khác như là Mộc Hòa, Kiến Tường, Vĩnh Hưng rồi ha, Tân Thạnh rồi nè. Thì anh chị có thể tham khảo được một cái cách nhìn tổng quan về cái khu vực quy hoạch vùng của tỉnh Long An. Thì đây, thì quý anh chị có thể nhìn thấy được cái khu vực ở đây là khu vực thành phố Hồ Chí Minh nè, khu vực thành phố Hồ Chí Minh nó rất là gần với vùng của Long An ha. Long An thì nó sẽ có một cái vùng từ Đức Hòa đây, rồi mình sẽ tiếp giáp ở khu vực này. Khu vực này gọi là khu vực thị trấn Gò Đen nè, thị trấn Gò Đen hay là Rạch Kiến đồ ha. Đó là những cái khu vực vùng này thuộc về cái khu vực huyện Cần Đước và huyện Tân Trụ nè, Châu Thành. Rồi đây là Bến Lức, đây Bến Lức đó. Thì tại sao em giới thiệu đến quý anh chị những cái khu vực này? Đó, ví dụ như anh chị nào đang có nhu cầu mua về khu vực ở dưới Cần Đước ha, Bến Lức đồ, thì mình nên lựa những cái khu vực có cái màu cam như thế này. Màu cam tức là vùng tập trung đô thị. Đó, khu này là khu thành phố Tân An nè. Số 1 gọi là thành phố. Đó, thành phố Tân An ha, quy hoạch lớn nè quý anh chị. Đây là khu vực Gò Đen nè. Đây là thị trấn ha. Rồi những cái khu vực này đó là những thị trấn nhỏ đó. Anh chị mua cái màu xanh này là khu công nghiệp đó, nên mình mua cái hướng ở dưới khu vực đây, những cái khu vực này anh chị nhìn đó thì nó sẽ rất là phát triển rồi quý anh chị. Cái mảng màu nâu càng nhiều và màu xanh xanh dương đậm này càng nhiều thì đó là khu vực nó càng phát triển. Còn ví dụ như anh chị đang quan tâm về cái hướng ở khu vực Đức Hòa thì nên mua ở ở cái xã nào, nó sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho mình ha. Thì em sẽ giới thiệu với anh chị tại đây vị trí khu vực này, có thể quý anh chị thấy là đây là mình xem như là khu vực cầu Tham Lương quận 12. Cầu Tham Lương quận 12 là nằm ở khu vực trên đây ha, thành phố nè, có cái đường vành đai 3. Vành đai 3 này tức là cái đường gì, đường ngay cầu lớn đó quý anh chị. Đây là khu vực cầu lớn nè, cầu lớn vành đai 3 là cái này là cầu lớn ha. Đây là cầu lớn, đây ở khu vực này là mình đi đi từ Vành Đai 3 sẽ nối kết từ các Đồng Nai, Vũng Tàu đó, rồi Bình Dương, rồi khu vực Hóc Môn, rồi khu vực này là khu vực Bình Chánh nè, khu vực Bình Chánh, rồi khu vực này sẽ là Long An bên Cần Đước, Cần Giờ, Cần Đước, Cần Giuộc đó. Thì khi mà quý anh chị quan tâm về cái thị trấn Đức Hòa này, mình sẽ có hai cái trục đường chính để mình đi xuống ha. Một là từ cầu Tham Lương quận 12, anh chị sẽ có đường Phan Văn Hớn nè, mình thẳng đường Phan Văn Hớn. Tới đây là khu vực cầu lớn và đây là cầu tỉnh lộ chính nè, ranh giới cầu tỉnh lộ chính là ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đức Hòa, cũng như là khu vực bên đường tỉnh lộ 10 thì mình tỉnh lộ 825 á, thì mình sẽ có là cái cầu đôi, và khu vực này là khu vực cầu sáng này quý anh chị, cầu sáng ha. Rồi thì nên khu vực mua đất ở khu vực Đức Hòa thì nên mua ở khu vực nào là tương lai phát triển ha. Thì ở đây anh chị nhìn thấy, nếu mình ở hướng Hóc Môn thì mình sẵn xuống đây, cái khu vực màu xanh này là khu công nghiệp nhé anh chị. Ở đây sẽ là khu công nghiệp Xuyên Á nè, khu công nghiệp Xuyên Á, khu công nghiệp Hoàng Gia. Khu vực này là khu cái con đường này là đang mở ở đây, có cái bùng binh ở ngay chỗ khu vực gần cổng khu nghiệp Hoàng Gia đó anh chị, đi thẳng qua tới cầu Thầy Cai của Củ Chi. Đó là cái khu công nghiệp Đức Hòa 123 đấy ha, Đức Hòa 123. Còn khu vực này là khu vực Xuyên Á nè, khu vực Xuyên Á. Khu vực này là khu vực về khu công nghiệp Hoàng Gia đó, nên mình mua đất thì mình có thể lựa chọn ở ngay chỗ khu vực Mỹ Hạnh Nam này. Đây từ Mỹ Hạnh Nam mình có cái đường tỉnh lộ 824 nè, về đây là số 4 là thị trấn Đức Hòa đó. Mình nên mua được đất ở khu vực Mỹ Hạnh Nam, giáp Mỹ Hạnh Nam, và thẳng xuống đây là khu vực Đức Hòa Đông. Đó là những cái lựa chọn, hoặc là thị trấn Đức Hòa là những lựa chọn phát triển về cái đô thị lớn nhất của tỉnh Long An, của huyện Đức Hòa ha. Hoặc là anh chị mua ở khu vực Hậu Nghĩa thì đó là một cái khu vực phát triển,
khu vực phát triển về đô thị lên tầm thị xã. Nhưng mà anh chị mua ở Hậu Nghĩa thì nó sẽ xa hơn so với cái khu vực Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc và khu vực thị trấn Đức Hòa này. Thị trấn Đức Hòa này thì sẽ phù hợp với anh chị nào ở quận 5, quận 6 nè, mình đi đường tỉnh lộ 10. Đó, mình qua cầu Sáng đó, mình về đây. Đó, khu vực này là khu vực công nghiệp nên quý anh chị sẽ không có thể mua được đất nằm trong khu vực này nhiều, do nó quy hoạch chủ yếu là khu công nghiệp bao gồm Hạnh Phúc, Tân Đức, Tân Đô. Tân Đức, Tân Đô. Đó, thẳng xuống tới ngay chỗ cái đường N2 luôn, dưới đây. Đó là khu về Hữu Thạnh đó quý anh chị ha. Nên mình mua là mình mua thế nào? Ngay chỗ vị trí này là khu dân cư Tân Đức nè anh chị. Đó, khu dân cư Tân Đức anh chị có thể thấy ha. Đây xã Đức Hòa Hạ nè, Đức Hòa Hạ. Thì anh chị mua đất, mua nhà thì nên mua ở Đức Hòa Hạ hoặc là khu Tân Đức này, hoặc là Đức Hòa Đông, hoặc là khu vực Mỹ Hạnh Bắc, chỉ một phần nhỏ khu vực Mỹ Hạnh Bắc thôi nha quý anh chị. Hoặc là mua ở thị trấn này là cái khu vực này Đông đây. Đó, nên mua những khu vực này. Còn ví dụ như Mỹ Hạnh Bắc mà ngay chỗ này là nó qua khu vực Cát Tường Phú Sinh rồi đó, thì hầu như đây là cái khu vực màu xanh này là khu vực vùng phát triển về nông nghiệp. Đây quý anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, có cái bảng phân bố màu hết cho quý anh chị ha. Cái màu nâu là vùng phát triển đô thị, đất xây dựng đô thị. Đó, những cái màu xanh dương là đất công nghiệp. Đó, màu xanh lá cây là đất sản xuất nông nghiệp thôi. Còn màu xanh lá cây đậm á, xanh đậm á là vùng bảo tồn cảnh quan, và còn lại là đất du lịch sinh thái và đất hạ tầng kỹ thuật. Nên mình quan tâm về khu vực bất động sản ở khu vực thị trấn Đức Hòa, ở Đức Hòa thì nên lựa chọn chỉ hai khu vực. Em nhắc đến chị hai khu vực đó là một thị trấn Đức Hòa, Mỹ Hạnh Nam đó, hai là mua khu vực Hậu Nghĩa này sẽ là phát triển. Còn ví dụ anh chị mua ở những cái khu vực này như xã Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, hay là Đức Hòa Thượng, hay là Đức Lập đó, Đức Lập thì những cái khu vực này, hay là Mỹ Hạnh Bắc, một phần Mỹ Hạnh Bắc nhỏ ở ngoài đây ha. Mỹ Hạnh Bắc thì chỉ được một cái phòng rìa nhỏ thôi, còn hầu như là quý anh chị đi những cái khu vực này sẽ thấy là đường xá nó sẽ còn rất là vắng và đất sẽ còn rất là bao la. Đất chủ yếu tập trung đông nhất là khu vực Mỹ Hạnh Nam thôi, ngay ngã ba Mỹ Hạnh đầu này, ngã ba Mỹ Hạnh là khu vực này đó ha. Nên anh chị mua nhà đó, anh chị mua nhà ở ngã ba Mỹ Hạnh đó thì nó sẽ không có đâu, phải đi vào đây khoảng 1-2 cây số thì mới bắt đầu có nhà, và khu vực này nó mới là khu vực tập trung dân cư. Còn nếu mà về tầm nhìn tương lai về đây thì thị trấn Đức Hòa sẽ lên là thị xã đó, quý anh chị mua ở khu vực này nó sẽ rất là thuận tiện về hai đường đi, một là đi về Hóc Môn đây, hai là đi về quận 6, quận 5, đi rất là thuận tiện ha. Đó, kèm bên đây là khu công nghiệp rất là nhiều đó để mình phát triển. Nên khi mà anh chị mua thì em khuyên anh chị nên tập trung mua ở những cái khu vực mà có màu nâu, màu xanh, đó là những khu vực phát triển mình có thể buôn bán kinh doanh, hoặc mình xây nhà trọ mình cho thuê này kia ha. Đó, còn những cái khu vực mà xa một xíu thì hầu như anh chị thấy đây là những cái màu xanh này là đất nông nghiệp, còn những màu xanh đậm này là vùng bảo tồn cảnh quan ha. Đó, đó rất là nhiều anh chị, không phải là Đức Hòa là giáp tiếp giáp nha, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh đó, rất là gần nghe quý vị. Đây bên đây là Hồ Chí Minh rồi, đi thẳng một chục đường Phan Văn Hớn xuống thôi là Đức Hòa. Còn nếu mà mình nhìn thấy cái tỉnh Long An mà còn rất là nhiều, Đức Huệ đó, Đức Huệ Mộc Hóa rồi, nó giáp với Kiến Tường nè, giáp với biên giới của Campuchia, của Đồng Tháp nè, của Đồng Tháp, rồi giáp với Tiền Giang, giáp với Tiền Giang. Rồi đặc biệt anh chị có thể quan tâm cái khu vực mà khu vực này gọi là khu vực Tân An đâu ha, Tân An, Gò Đen, Cần Đước, Cần Duộc, thì đây cũng là một trong những cái khu vực khá là phát triển. Nhưng về cái tầm giá đất thì khu vực ở bên Cần Đước, Cần Duộc này giá đất sẽ khá là cao, nhưng mà vị trí bên đây á cũng còn vắng hơn là so với khu vực thị trấn Đức Hòa cũng như khu vực Mỹ Hạnh Nam. Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc là cái khu vực mà gần nhất và thuận tiện nhất cho quý anh chị ha. Đó. Rồi xin mời quý anh chị một lần nữa mình sẽ nhìn lại tổng quan khu vực ha, để mình có sự ra quyết định lựa chọn mình nên đầu tư khu vực vùng đất nào của khu vực Long An là hợp lý nhất. Đó, em khuyên quý anh chị là nên chọn những khu vực nào nó có màu nâu ha, có màu nâu và có màu xanh dương đậm thì đó là khu vực phát triển về công nghiệp và đô thị. Còn những khu vực nào có màu xanh, xanh nhạt và xanh đậm lá cây á
thì đó là chỉ là những cái khu vực về phát triển nông nghiệp và bảo tồn, nó chưa có quy hoạch lên khu đô thị, nên mua những khu đó thì cái tầm phát triển cũng như tốc độ mà tăng trưởng dân cư á, thì nó sẽ chậm hơn so với khu vực màu nâu đó. Bởi vậy anh chị thấy á, cái xã Mỹ Hạnh Nam và thị trấn Đức Hòa, hay là cái con đường tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10 đi xuống thẳng thị trấn Đức Hòa đó, là tập trung rất là nhiều dân, đó là ưu tiên hàng đầu phát triển về dân cư, và những khu vực đó đất mới có thể là đất chuyển thổ được, chuyển đổi mục đích được. Nên quý anh chị nên mua thì mình có một cách nhìn, và mình sẽ mua những khu vực như em giới thiệu thì sẽ thắng chắc, và giá trị đất nó sẽ tăng rất là nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thì khu vực gần nhất là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và một khu vực cũng phát triển không kém đó là Gò Đen, Tân An và Bến Lức, đó là một khu phát triển rất là mạnh. Hoặc cái hướng mà tiếp giáp với biển thì mình có Cần Đước và huyện Cần Giuộc đó. Nhưng mà Cần Đước, Cần Giuộc thì anh chị thấy cũng còn khá là nhiều về cái đất nông nghiệp ha, nên mình mua có sự lựa chọn thì ở quận 12, quận 6, quận 5, quận Vĩnh Lộc hay là Hóc Môn hay là Gò Vấp Đầu, thì mình có thể lựa chọn cái mảnh đất phát triển ở Đức Hòa là tốt nhất. Thì khu vực này vừa phát triển khu công nghiệp, vừa phát triển khu dân cư, mà lại gần thành phố, đi chỉ khoảng cầu Tham Lương quận 2 xuống chỉ 13 cây số thôi là tới địa phận của Long An rồi. Xin cảm ơn quý anh chị nha. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe. Có những câu hỏi về thị trường bất động sản cũng như đang muốn tìm cho mình những bất động sản dưới 500 triệu hoặc những bất động sản nhà đất, thì có thể liên hệ mình để được tư vấn và hỗ trợ về tính pháp lý chuẩn nhất, mua bán đầu tư tận tâm chính xác, và mua bán bất động sản phải hạnh phúc. Mình mua bất động sản là mình phải vui, và mua là được tài sản chứ không phải là mua trong sự lo lắng nha quý anh chị. Rồi xin cảm ơn quý anh chị, nhớ đăng ký kênh, bấm like, share để nhận thêm nhiều video tiếp theo. Xin cảm ơn.